Ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Có lẽ thì các bạn sẽ thắc mắc rằng vì sao giọng của mình hôm nay lại nghe có vẻ hơi thì thầm một chút, hơi nhỏ nhỏ một chút đúng không? Đấy là bởi vì mình đang quay video clip này cho bạn coi vào lúc 11h28 phút ban đêm nha các bạn, gần 12 giờ đêm. Thì ngày hôm nay mình sẽ đăng một cái vlog mà mình quay cách đây khá là lâu rồi. Một cái vlog nó kể về một cái chuyến đi mà có lẽ sẽ là một cái chuyến đi nhiều cảm xúc nhất, cũng là cái lần mà mình đã thực hiện một cái lời hứa. Một lời hứa của mình với một người anh em mà đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng lời hứa thì vẫn sẽ phải được thực hiện. Bởi vậy ngày hôm nay mình đã cùng với cả anh em trong Hero Media, bao gồm Hero Team, Noob Team và B Team, đã cùng có mặt trên chuyến xe này. Trong những ngày vừa qua thì mình khá là bận để ra mắt MV Hero Đại Chiến nên mình chưa đăng được clip cho bạn coi. Và hôm nay mình sẽ mang chiếc nút bạc này để cùng với tất cả các bạn ở trong Hero Media cùng về với cả một cái mảnh đất nơi đã sinh ra một người anh em của mình nhá. Ok, đi thôi. Sau một chuyến đi rất dài thì cuối cùng chúng mình cũng đã về với cả cái khu vực Đồng Nai ở Bình Dương nha anh em. Bạn nào cũng ở Đồng Nai, Bình Dương thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nhá. Ở đây thì là một cái con đường mà chúng mình đi lần này là lần thứ 2. Lần thứ 2 chúng mình đã đặt chân đến con đường này rồi các bạn ạ. Đây chính là lối vào nhà của Kidi, một người anh em cũ của Hero Team, một thành viên cũ đã từng thuộc B Team. Và hôm nay mình sẽ về thăm Kidi lần cuối. Ở trước mặt các bạn thì các bạn có thể nhìn thấy một chiếc bàn thờ nhỏ xinh và xung quanh là chằng chịt những cái tấm bằng khen. Và đây chính là nút bạc của Kidi, hay còn gọi là Trần Nguyễn Hoàng Huy. Ngày hôm nay thì anh Vịt đã về đây rồi kìa. Anh đã mang nút bạc về cho em, anh đã đặt lên bàn thờ của em như lời anh đã hứa. Và đó cũng chính là cái việc mà anh hoàn thành được cho em. Đây chính là một trong những tâm nguyện lớn nhất mà em luôn muốn hoàn thành khi còn sống. Nhìn bàn thờ của Kidi xung quanh chằng chịt những bằng khen, nhưng gương mặt thì lại còn quá trẻ. Mặc dù được mời về nhà Kidi để dự cái bữa cơm 49 ngày, đó là cái ngày mà trong nhân gian của chúng ta, ông bà cha mẹ thường hay kể rằng là ngày 49 ngày sẽ là ngày cuối cùng của những cái linh hồn mới mất. Họ sẽ vương vấn ở lại nhân gian và sau đó họ sẽ rời đi sau ngày hôm nay, hoàn thành cái chuỗi ngày 50 ngày kể từ ngày mà họ qua đời. Anh em Hero thì phải chia làm hai bàn, một bàn ở bên ngoài và một bàn ở bên trong nhà. Ở bên ngoài thì không khí nóng hơn, nhiệt độ cao hơn và cũng như là oi bức hơn, nên là tất cả những người anh em là những người con trai đã đều phải ngồi ở ngoài. Nhường vị trí ở bên trong nhà ngồi thoải mái hơn, dễ chịu hơn, có quạt mát hơn cho hội chị em phụ nữ. Nhưng mà không sao, mặc dù bữa cơm vừa ăn vừa có nắng chiếu vào mặt, nhưng mà anh em tôi vẫn cảm thấy rất là vui vẻ. Hôm nay thì gia đình Kidi đã tiếp đãi chúng tôi rất là tử tế. Tất cả anh em trong Hero Media đã được gia đình Kidi thiết đãi một bữa, đó chính là món bò xào lăn. Bọn mình đã ngồi ăn rất là vui vẻ với nhau. Mặc dù không có Kidi ở đây, nhưng mà ngày hôm nay chúng mình thực sự cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì bọn mình đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của Kidi rồi. Sau một hồi ăn uống và ngồi nói chuyện với nhau thì chúng tôi cũng đã quyết định là lên xe và đi thêm một đoạn nữa để rời từ nhà Kidi ra một cái nơi hết sức nhiều cảm xúc, đó chính là phần mộ của Kidi. Mình tin chắc rằng các bạn fan ở trên channel của Mr. Vịt cũng như là các bạn fan của Hero Team hoặc những bạn fan nào là fan của Kidi đều chưa từng được một lần nhìn thấy cái phần mộ của Kidi trông nó sẽ như thế nào đúng không? Nhưng mà bọn mình thì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tất cả anh em từ xứ thập phương, từ Hà Nội, từ Huế, từ Đồng Nai, từ thành phố Hồ Chí Minh hay từ bất cứ đâu đều đã hội tụ về đây để cùng tiễn đưa Kidi lần cuối. Hôm nay thì chúng mình đã có mặt tại phần mộ của Kidi, một cái phần mộ nhỏ xinh nằm ở giữa một cái khoảng đất mà được cho rằng là đây là khoảng đất của gia đình, gia tộc nhà Kidi. Tất cả những ai là cô, chú, họ hàng hay các ông, các bà sau khi đã khuất đều được chôn cất tại đây để mọi người có thể quây quần lại với nhau như cái cách mà mọi người quây quần khi còn sống, để cái sự ấm áp của tình người với người nó sẽ không mất đi kể cả ngay khi mà người ta đã nằm xuống. Anh em Hero Team cũng đã có rất là nhiều cảm xúc khi mà nhìn thấy phần mộ của Kidi. Và ở trên ngay bức ảnh ở phần mộ kia thôi, đó chính là ảnh của đứa em mình, một người em mà đã từng rất thân thiết, đã từng đồng hành với bọn mình trong suốt một thời gian dài, nay cũng đã nằm dưới ba tấc đất. Mình cảm thấy cuộc sống đôi khi thật là ngắn ngủi các bạn ạ. Chúng ta sống nay chết mai, thậm chí có những cái người rất là ngại khi mà nói về cái chết, nhưng mà một khi đã được chứng kiến cái chết rồi thì mọi người sẽ đều cảm thấy một cái cảm giác mình nghĩ rằng sẽ giống như mình thôi. Đó chính là tất cả trong số chúng ta không một ai biết được rằng khi nào thì mình sẽ qua đời. Bởi vậy, mình mong rằng các bạn hãy trân trọng cuộc sống này, hãy luôn luôn yêu quý nó, hãy luôn luôn nỗ lực vì nó từng ngày, từng phút, từng giây, để mỗi một phút giây chúng ta được tồn tại trên cuộc đời này, nó đều có một cái ý nghĩa tuyệt vời của nó. Có mặt tại phần mộ của Kidi ngày hôm nay thì không chỉ đơn giản là anh em của Hero Team mà còn là những người anh em thân tín của Kidi trước đó nữa. Đó chính là những cái người anh em đã từng chơi Minecraft với Kidi.
Do Vịt là người anh cả nên là mình đã quyết định tự tay bật lửa và châm ngọn nến tại phần mộ của Kitty thay cho tất cả những người còn lại. Hôm nay thì anh em có mặt ở đây để thăm Kitty lần cuối. Mỗi người lại có một cái cảm xúc khác nhau, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau. Nhưng mà mình tin chắc rằng tất cả mọi người đều đang nghĩ về Kitty. Và hôm nay bọn mình về đây, tất cả anh em không quản đường xa, nắng gió, các bạn nhìn thấy không? Trời nắng dù là nắng đến mấy, nắng hết sức nóng luôn. Nhưng suy cho cùng, cái nắng cháy da cháy thịt cũng không thể nào ngăn được anh em bọn mình tìm đến với nhau. Mặc dù còn sống hay đã khuất thì tất cả mọi người đều có mặt ở đây để cùng tiễn đưa nhau lần cuối, cũng như là gửi lời chào tiễn biệt đến người em của mình. Và gần như có một cái không khí im lặng nó bao trùm lên tất cả mọi người. Mình không biết mọi người lúc đấy đang cảm thấy như thế nào, nhưng các bạn hãy thử tưởng tượng, nếu như mà chúng ta phải cầm một nén nhang lên để thắp cho một người còn rất trẻ đã khuất thì cảm xúc của chúng ta sẽ như thế nào. Mà còn chưa kể, đây là một người anh em của Hero Team, là đứa em ngây dại của mình. Hôm nay là anh em Hero và anh em bạn bè của Kitty có mặt ở đây để tiễn đưa em ngày cuối cùng, ngày 49 ngày. Mong em ở bên nơi suối vàng giữ gìn sức khỏe, mạnh khỏe, phù hộ độ trì cho anh em, làm ăn công việc được thuận lợi, phù hộ sức khỏe cho ba má và phù hộ cho em trai luôn luôn được mạnh khỏe, học hành học tốt, học giỏi để sau này có thể thay em đỡ đần cho gia đình. Còn bây giờ em có thể yên tâm là nghỉ ở suối vàng. Tất cả những gì đã hứa và di nguyện cuối cùng của em, anh em đã đạt được. Chúc em bên đấy bình an và sống một kiếp khác tốt và tuyệt vời hơn kiếp này. Cảm ơn những gì em đã để lại và mọi người tự hào về em. Sau ba cái vái lệ của mình, những người anh còn phải vái lệ người em. Mặc dù mình biết là gia đình khi đi ngày trước đã có dặn với mình rằng là chỉ có những ai là bạn bè, đồng nghiệp hoặc là các em của Kitty thì mới cần vái ở trước ban thờ của Kitty thôi. Còn các anh thì đừng vái, bởi vì vái như vậy thì nó sẽ khiến cho Kitty cảm thấy buồn. Nhưng ngày hôm nay, cái vái chấp lệ của mình nó không phải là một cái vái sẽ khiến cho Kitty buồn đâu, mà đây là một cái cách để gửi lời chào, một cái lời chào hết sức trân trọng từ một người anh cả để gửi đến cho đứa em của mình tiếp tục cuộc đời cũng như là hành trình trở thành YouTuber của mình ở bên thế giới bên kia. Sau khi thắp nhang cho Kitty xong thì mình cũng ra rất cẩn thận, mình cũng đi thắp nhang cho tất cả những người xung quanh, mặc dù mình cũng không biết họ là ai, mình cũng không biết tên tuổi họ như thế nào và họ đến từ đâu, nhưng mình nghĩ rằng họ sẽ là những người hàng xóm của Kitty, bởi vì phần mộ của họ được xây xung quanh cái nơi mà đứa em của mình nằm, nên mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái cách mà mình gửi một cái lời chào thân thiện nhất đến tất cả những cái người đã khuất. Hy vọng rằng ở dưới đấy Kitty cũng sẽ gặp được những cái người xung quanh mình một cách thân thiện hơn, luôn luôn giúp đỡ em và thương yêu em giống như cái cách mà em đã có được ở trên cuộc đời này. Và đây là cái phần cuối cùng, người anh lớn nhất của bọn mình, anh Bùn, cũng đã thắp cho Kitty ba nén hương và bọn mình đã có rất nhiều cảm xúc trước cái giây phút biệt ly này. Đây chính là cái bia mộ của Kitty này, Trần Nguyễn Hoàng Huy, pháp danh là Đức Phước Quang, một cái bia mộ nhìn hết sức là đẹp và một phần mộ cũng nhìn rất là ấm cúng. Chào tạm biệt Kitty nhá, các anh về đây. Sau đó thì bọn mình cũng đã quay lại và gửi lời chào đến với gia đình Kitty. Và trên tay bọn mình đều mỗi người đều có một cái túi xách màu xanh đang cầm ở trên tay. Đố các bạn biết đấy là gì đấy? Đấy chính là những cái phần bánh tét mà má Kitty đã gửi lại cho bọn mình, là một món quà nhỏ cuối cùng để bọn mình có thể cầm nó đi. Và cái điểm đặc biệt của những cái chiếc bánh tét này, hương vị của nó nồng nàn mùi quê hương. Mình cũng không biết phải mô tả cho các bạn làm sao để hiểu được, nhưng mà khi mà mình về nhà và thử một miếng bánh đó thì mình đã cảm thấy bánh đó thực sự ngon, và giống như tất cả tình cảm của má Kitty đều đặt vào đấy để gửi gắm cho bọn mình làm một cái món quà mang trở về, giống như một người mẹ chia tay các con của mình vậy. Và bên cạnh đấy nữa thì món quà này còn hết sức đặc biệt ở chỗ, ở bên trong nó còn có một cái lá thư, là một lá thư mà mẹ Kitty đã viết bằng tay gửi cho bọn mình, gửi lời cảm ơn đến anh em Hero Media vì đã quan tâm đến Kitty. Và cuối cùng thì bọn mình cũng đã đặt chân lên chuyến xe để trở về, và trên chuyến xe này tất cả cùng đã hát vang một bài hát rất thân thuộc. Cảm ơn Kitty nhá, tạm biệt em, các anh về đây. Khi nào có dịp hoặc có thời gian rảnh, anh sẽ lại đưa mọi người về thăm gia đình cũng như là thăm em. Còn bây giờ chúng ta đều phải tiếp tục sống, tiếp tục hành trình của mình, đúng không nào? Hero Media mãi là anh em, và mọi người mãi mãi sẽ nhớ về Kitty.